nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, một đời cống hiến cho nghệ thuật ca hát. Nghệ sĩ đã phát hành album riêng, nhưng Lạy Phật Quan Âm là sản phẩm MV đầu tay. Là một Phật tử, nhiều năm nay, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật Phật giáo. Đó cũng là lý do nữ nghệ sĩ chọn các khúc quen thuộc của nhạc sĩ Hàn Châu có nội dung ca ngợi Đức Phật từ bi, cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh để phát hành dịp này. Trước đó, ca sĩ Phật tử Diệu Bảo Hiền Anh cũng đã phát hành MV Đường Tu của tác giả Phạm Việt Long như một triết lý về tu hành. Nhiều ca sĩ cũng chọn thời điểm này để phát hành MV tri ân mẹ. Minh Chuyên phát hành MV ngập tràn tình cảm và nỗi lòng của người con dành cho mẹ trong ca khúc Mẹ ơi, mẹ không được chết của hai tác giả Minh Quang, Nguyễn Đức Hưởng. Sau Mai Thu Hằng với Thương ơi lòng mẹ, sáng tác của Phạm Phương Thảo với những ca từ ngập tràn yêu thương. Các MV đều được đầu tư hình ảnh đẹp, dàn dựng công phu, góp phần tạo thêm nhiều màu sắc cho mùa Vu Lan 2017.